Chữa đau nhức xương khớp bằng cây xương sông an toàn hiệu quả bằng cách này. Bạn thân mến, cây xương sông là cây thuốc thảo dược được đông y sử dụng để chữa trị nhiều bệnh lý khác nhau. Nó có tính ấm, vị cay, đắng và có công dụng khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc, kích thích tiêu hóa, tiêu đàm và tiêu thũng chỉ thống. Chủ trị các bệnh như cấm khẩu, trúng phong hàn, cảm sốt, viêm họng, đầy bụng, mẩn ngứa, buồn nôn và đặc biệt là bệnh xương khớp. Ngày hôm nay, Mẹo Dân Gian sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn phương pháp chữa đau nhức xương khớp bằng lá xương sông. Quý vị và các bạn hãy cùng tham khảo ngay nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn cần chuẩn bị 10 lá xương sông, 1 thìa cà phê muối, 1 miếng vải mỏng. Cách làm đơn giản như sau. Bạn đem lá xương sông đi rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút nhằm giúp loại bỏ vi trùng và vi khuẩn. Và đây là lá xương sông sau khi đã được mình rửa sạch. Tiếp đến, bạn cắt nhỏ lá xương sông ra như thế này nhé. Cây xương sông còn có tên gọi khác là cây kim đầu thon, rau ăn gỏi và hoạt lộc thảo. Khi bị đau nhức và các triệu chứng khác do thấp khớp gây ra, cây xương sông là một trong những loại cây thảo dược thiên nhiên giúp bạn giảm đau nhanh. Sau đó bạn cho lá xương sông vào cối, dã nhuyễn. Theo đông y, cây xương sông có vị đắng và tính ấm, có công dụng trong việc khu phong trừ thấp, thông kinh hoạt lạc, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hơn thế, vị thuốc dân gian này còn có tác dụng tiêu thũng chỉ thống, trừ tanh hôi. Chính nhờ những công dụng này mà cây xương sông được sử dụng như bài thuốc giúp điều trị các chứng bệnh ho suyễn, đầy bụng. Trong đó có bệnh thấp khớp. Và theo một số tài liệu nghiên cứu của nước ngoài cũng đã chỉ ra, nước sắc cây xương sông có tác dụng giảm đau nhức do bệnh thấp khớp gây ra. Do đó, bạn có thể an tâm trong việc dùng cây xương sông chữa thấp khớp. Sau khi lá xương sông đã nhuyễn ra như thế này, bạn bắc chảo lên bếp. Đổ lá xương sông vào chảo và đảo đều tay cho đến khi lá xương sông nóng lên như thế này. Tiếp đến, bạn cho hỗn hợp lên miếng vải mỏng, bọc lại và dùng chườm lên chỗ xương đau khoảng 15 đến 20 phút. Với biện pháp này, bạn chỉ cần thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày và chỉ sau 1 tuần, các triệu chứng đau nhức do bệnh thấp khớp gây ra sẽ có dấu hiệu thuyên giảm một cách rõ rệt. Bạn có thể dùng băng gạc sạch bó lại rồi để qua đêm để tăng hiệu quả cho phương pháp. Trên đây, Mẹo Dân Gian đã chia sẻ từ quý vị và các bạn phương pháp chữa xương khớp bằng cây xương sông. Chúc bạn áp dụng thành công và sớm chữa khỏi căn bệnh xương khớp của mình cũng như cho những người thân trong gia đình. Bạn đừng quên ủng hộ Mẹo Dân Gian bằng cách nhấn vào nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Mẹo Dân Gian nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.